Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Bí Ẩn Rừng Núi của mình nha. Hôm nay mình sẽ lên rừng núi đi tìm trái cây rừng núi đây. Và không biết năm nay thì trái cây rừng núi có nhiều không? Có bằng năm qua không? Hoặc là hơn? Mời các bạn cùng theo dõi nha. Trên rừng mát quá các bạn ơi. Còn mấy cây nguyên sinh không? Con chim gì kêu ta? Phía trước mình hình như có một cái cây. Đây. Trái bứa nhiều quá. Các bạn xem nha. Con chim nó ăn thôi. Quá trời luôn. Đây coi còn không nên hái. Vẫn còn nhiều. Trái nhiều quá. Chồ con chim ăn ơi. Chim sóc rồi thú rừng ăn. Cả mớ luôn. Đây các bạn xem này. Cây này cũng không cao lắm. Mình sẽ leo lên. Mình leo lên hái cho các bạn xem nha. Như trái ở tuốt trên ngọn cành cây cao kìa, xà tích kìa, cũng đứng tới cao. Rồi bây giờ mình lên hái trái bứa nè các bạn nha, các bạn cũng theo dõi nha. Lên hái trái bứa ở trên cây kìa. Rồi bây giờ mình leo lên. Cây này không cao lắm. Chim sóc ăn hết trơn. Nó còn trái xanh không rồi. Ôi. Trái cả mỡ luôn. Xanh quá. Quên cắm cái bao lên nãy. Chắc không lấy lại. Trái nhiều lắm các bạn. Trái xanh nhiều quá. Chim ăn hết trơn. Chim với lại sóc. Thú rừng. Đây các bạn xem này nhiều lắm. Mình không sợ cay thì mình leo bình vừa. Bình thường. Đây các bạn xem này. Nhiều ghê. Trái xanh quá. Đó bên kia các bạn xem đó. Đó. Nhiều chưa? Bây giờ mình hái mà trái chín các bạn nha. Cây này thì dễ leo rồi. Hái mà trái chín nè. Đây. Hấp dẫn quá. Mà trái chín nên bỏ vào trong cái bao này. Cắm sẵn cái bao lên rồi. Nãy đi quên bao. Chạy xuống lấy lại. Bỏ đây. Bao mà đi rừng đó. Cái này giòn không đó. Yeah.
Ui rớt luôn. Im câu. Đẻ này gì ăn. Ui đụng con rớt ta. Ôi dồi. Điểm gì nhà. Ai ăn cho ăn. Đi đái trên cây này. Ui, bỏ cái bầu xo quá. Cậu vơ ghê quá. Rồi, bỏ đây. Rồi, ra nhánh này hai. Các bạn ai giờ dám ra như mình không? Nói rưới giờ có cũng có nhiều người leo cây giỏi lắm. Qua cái nhánh này, một tuốt ngoài kia kìa. Sợ gãy quá. Sao hé được ta? Mới được tới ha. Sự gãy nhánh hết. Ôi mấy cái. Cái chân lè nè. Đụng cái là rớt. Câu bác bỏ. Đụng cái là rớt à. Bỏ. Ui sao hết được ta. Ươm hết luôn. Hai này, hai luôn này. Ui xa quá. Em đi xa quá. Ai luôn. Không hai cái chín này. Nó cũng rụng thôi. Ui dạ. Gì cho mấy đứa nhỏ anh. Nửa bầu rồi. Chùa mà tay to kìa mà. Mà xa kia rồi làm sao bắt. Ai được. Ôi chạy. Nhắn nguyễn quá. Ây da. Để cho chim chóc ăn với chứ. Nó dưỡng như mà chim chóc ăn gì hết. Mà trời. Con xanh nhiều.
kéo cái này qua đây. Giật mình hết hồn rồi nó rớt trời. Quả nhân mình lại còn hả? Xách cái bò đi. Mẹ kêu rồi. Rung cái nhánh nó rất cập bập, cập bập. Bước đi luôn. Chạy luôn. Ôi nhánh cây kia luôn. Cây này cũng cũng cao lắm các bạn, cũng tương đối thôi. Được ai mới đây. Ây da. Đâu đâu. Rất rậu. Nó nhiều. Nhánh này nhiều. Trái xanh cũng nhiều. Một tay gặp cũng sao bỏ được. Được rồi, bỏ sau đây. Ồ, rớt hết. Đụng là rớt mà. Ui. Này các bạn, nó còn cả mớ kìa. Ui da. Qua cái này luôn. Ui, rớt hết trần này. Đi còn khỉ.
Ai. Trông hưởng thôi rất bao nhiêu. Hái từ hồi nãy em chưa ăn trái hả? Thế nào? Ăn nào. Được một trái một. To chứ. Đây, đây, anh trái thử. Ôi, rất mắc rộng. Đây ấm ướm hơn. Đây các bạn. Wow. Ngọt. Các bạn xem nè. Ngọt quá. Nước ngọt. Đúng vậy. Đi bằng 1/10 của con khỉ. Đây luôn, ăn luôn cái này luôn. Các bạn xem nè. Mở một tay, mà tay kia cầm nhánh cây mất. Wow, ngon quá. Nó làm được nửa bao đó. Thôi xuống. Núi bên kia bạc ngàn. Trái rừng nhiều lắm. Mùa này đã đi rừng là ăn trái là phê luôn. Bỏ bộ. Vì nhà ai ăn thì cho ăn. Ăn thoải mái. Củ rừng mà. Củ rừng thì cứ ăn thoải mái. Bữa nay ăn mà để cho ông chim chắc ăn với. Ai dạ. Nhắn khô hả? Băng qua nhánh kia hả? Băng qua hả? Cổng trên phải này đi. Ê. Đi được không ta? Ây da. Băng qua nhánh này. Ây da. Ây. Ghê quá. Đó, bèn từ bên nước qua bên này. Cắm lưng nữa. Ủa, thế này nguy hiểm quá. Hấp dẫn. Rồi xuống. Đi hái tiếp cái khác nữa.
Oh, my God.